Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn giải đề thi chuyên Anh. Đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. Chúng ta có phần 1 là phần phát âm. Đây là dạng khá quen thuộc, chúng ta sẽ làm luôn. Câu A, các bạn đọc là clock, có nghĩa là âm A dài. Câu B, các bạn đọc là thus, là âm ơ. Có nghĩa là nói ngắn gọn, nói ít từ. Và câu C, các bạn đọc là thơm, cũng là âm ơ. Và câu D, chất, cũng là âm ơ luôn. Chúng ta có chất, có nghĩa là động từ, có nghĩa là vật. Còn danh từ nghĩa là tên khốn nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2. Câu số 2 thì người ta kiểm tra chúng ta về cách đọc chữ TH các bạn. Đây. Chắc chắn rằng có một chữ sẽ đọc khác với những chữ còn lại theo dạng đặc biệt. Thì chữ TH các bạn có hai cách đọc. Một là T đọc là thờ, hai đọc là đờ nha. Thì câu A này các bạn đọc là thờ. Chữ TH này các bạn đọc là thờ. Và nếu thờ á thì các bạn thêm S vào thì các bạn sẽ đọc là S nha. Rồi. Rồi. Câu A các bạn đọc là thờ nè. Âm thờ mà các bạn thêm S vào thì các bạn sẽ đọc là S. Bây giờ các bạn qua câu B. Câu B các bạn có TH này, S thì đọc tương tự giống như câu A. Đó là âm thờ. TH này sẽ đọc là thờ, thêm S vào đọc là S nha. Rồi câu C. Câu C cũng giống như câu A, câu B. Tuy nhiên câu D các bạn. Câu D thì các bạn có chữ TH đây nè. Chữ TH này đọc là âm D. Và âm D thì các bạn thêm S vào thì nó sẽ đọc là Z nha. Vì vậy trong câu số 2 này các bạn chọn câu D. Rồi. Câu số 1 các bạn chọn câu A. Rồi. Các bạn lưu ý nha, người ta đang kiểm tra chúng ta cách đọc âm thờ và âm S nha. Nếu như chỗ này nè, các bạn không biết là chữ TH này nè, đọc là âm D, thì các bạn sẽ dễ làm sai. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3 nè các bạn. Câu A, các bạn đọc là vehicle. Có nghĩa chữ H các bạn không đọc nha, là nó bị câm đó các bạn. Câu B, các bạn đọc là rhythm. Thì âm H này không đọc luôn. Câu C các bạn đọc là exhaust. Rồi âm H của chúng ta cũng không đọc luôn. Còn câu D các bạn đọc là behold, có nghĩa là giữ lại ha. Thì H này đọc là H. Vì vậy là câu số 3 các bạn chọn câu D. Rồi. Bây giờ các bạn qua câu số 4 nè. Câu số 4 câu A các bạn đọc là dormitory. Thì nó là âm O dài nha. Rồi. Câu B các bạn đọc là information. Thì nó chỉ là âm ờ. Rồi. Câu C này nó chính là âm ờ. Rồi. Câu C các bạn đọc là organization. Thì nó chính là âm O. Rồi. Rồi câu D, forward, âm O luôn. Vì vậy trong câu này chúng ta chọn câu B. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 5. Câu 5 A các bạn đọc là foot nha. Thì nó chính là âm U dài. Rồi. Câu B các bạn đọc là suit, âm U dài luôn. Câu C. Rồi.
Các bạn đọc là xuất, có nghĩa là u ngắn nha. Có nghĩa là ván và thùng. Còn câu D, các bạn đọc là spool. Có nghĩa là âm u dài nè, có nghĩa là ống hoặc là cuộn nha. Vì vậy câu số 5 là các bạn chọn câu C. Chúng ta có u ngắn, còn các âm còn lại là u dài. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần phát âm, phần dấu nhấn của đề thi. Rồi, đây cũng là một dạng bài tập khá là quen thuộc với tất cả chúng ta. Các bạn đọc là philosopher, có nghĩa là nhà triết học nha. Chúng ta có philosophy, philosopher. Các bạn nhấn phần 2. Câu B, các bạn đọc là patriot. Rồi, có nghĩa là cái người yêu nước. Rồi. Câu C, các bạn đọc là atmosphere, vần 1. Câu D, các bạn đọc là habit. Rồi, vần 1. Vì vậy là câu số 1, chúng ta chọn câu A. Rồi, bây giờ qua câu số 2, các bạn đọc là pollute, vần 2. Severe, vần 2. Tragic, bi thương ha, vần 1. Rồi. Các bạn có human, các bạn nhấn vần 2, nhấn vào âm E đây, vần 2. Vì vậy là câu số 2, các bạn chọn câu C. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3, economical. Các bạn nhấn vần 3 nha. Rồi. Có ET nhấn trước nè, personality. Rồi. Câu C, các bạn đọc là preparatory, có nghĩa là các bạn nhấn vần 2. Rồi, còn câu D các bạn đọc là entertainment, entertainment vần 3. Vì vậy là trong câu này các bạn chọn câu C. Rồi, câu C nhấn vần 2, các em còn lại nhấn vần 3. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 4. Rồi, các bạn đọc là interrupt. Rồi, vần 3 nha. Interview, vần 1. Intervene, vần 3. Rồi. Các bạn có câu D, interstellar. Giữa các vì sao. Rồi, chữ này. Vì vậy là câu số 4 các bạn chọn câu B. Về phần dấu nhấn, để làm cho tốt thì các bạn phải tra từ điển hoặc các bạn lắng nghe thầy cô đọc ở trên trường. Chuẩn ha. Rồi. Câu số 5, tất cả các chữ này đều có x nè các bạn. Thì chúng ta học cái nguyên tắc á, là có x thì nhấn trước nó. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có cái từ ngoại lệ trong đây nha. Câu số 5 các bạn đọc là mechanic là vần 2. Terrific vần 2. Rồi. Pacific vần 2. Tuy nhiên câu C các bạn không có nhấn vần 2. Các bạn nhấn vần 1 nha. Arabic. Rồi, thuộc về Ả Rập. Arabic từ đề ngoại lệ. Vì vậy là câu số 5 các bạn chọn câu C. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần từ vựng và ngữ pháp của đề thi. Rồi. Câu số 1. Tôi thì e rằng những cái luật này phải gì đó với. Ở đây thì các bạn có từ with nè, với nè. Rồi. Các bạn thấy là cung cấp với, đối diện với, gặp với hay đáp ứng với, được đáp ứng với, được đối diện với, được cung cấp với thì sẽ không phù hợp nha. Trong câu này chúng ta có từ regulations, có nghĩa là luật. Luật thì chúng ta phải tuân thủ. Các bạn chọn câu A, nghĩa là comply, with là tuân thủ luật. Bây giờ các bạn qua câu số 2 là cái việc kinh doanh của anh ta thì đang phát triển quá nhanh đến nỗi anh ta phải gì đó nhiều công nhân hơn. Rồi. Ở đây các bạn có từ take nè. Take up á, là các bạn chọn môn thể thao để chơi. Take in là hấp thu nè. Take over là đảm nhận nha. Và chúng ta có take on các bạn là thuê mướn. Các bạn có thể tra từ điển để biết thêm
những cái chữ này. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Cảnh sát bây giờ phải là các bạn, phải gì đó cái người tù vượt ngục đã trốn thoát trong những cái quốc gia láng giềng. Rồi thì trong câu này cảnh sát bây giờ, các bạn thấy chữ must thì có nghĩa là phía sau nó phải cộng V1 ha, và tất cả là V1. Các bạn có look after là chăm sóc nha, rồi look for là tìm kiếm, nhưng mà tìm kiếm một cái thứ gì đó. Rồi nếu mà còn trong trường hợp này các bạn, có nghĩa là cảnh sát này đang sục sạo đi tìm, rồi đang lùng sục đi tìm, thì chúng ta sẽ sử dụng từ search. Tuy nhiên từ search của chúng ta các bạn là chúng ta có một cái idiom là in search of, là đang đi tìm, đang lục lọi ở khắp mọi nơi. Vì vậy là câu số 3, các bạn chọn câu B. Rồi, câu số 3 chúng ta chọn câu B. Còn cái này các bạn, cái này có nghĩa là tìm, tìm kiếm, thì câu A với câu B khác nhau một chút xíu ở chỗ là cái này đang đi tìm đó các bạn, in search of, nó có nghĩa là hiện tại tiếp diễn nha, có nghĩa là cái việc là đang thực hiện nè. Còn cái này dùng thì hiện tại, thế này bây giờ cảnh sát phải tìm, còn này là đang tìm. Câu B của chúng ta hay hơn, nghĩa là để diễn tả cái hành động đang tìm rõ ràng cụ thể hơn. Bây giờ các bạn qua câu số 4 là bạn thì trễ lần nữa nè, vui lòng hãy cố gắng gì đó trong tương lai. Thì các bạn có câu A là chính xác ha, câu C là có hiệu quả, còn câu D là tin cậy. Thì rõ ràng câu số 4 các bạn chọn câu B là punctual, là đúng giờ. Chúng ta có punctuality á, có nghĩa là sự đúng giờ. Bây giờ các bạn qua câu số 5 là Edward đã tìm thấy một căn hộ lớn và cái gì đó di chuyển vào trong nó. Rồi. Ở đây các bạn thấy chúng ta có một cái động từ V1 đây nè. Rồi. Nếu mà các bạn chọn for này thì không phù hợp, bởi vì for này các bạn phải thêm in. Còn near to. Rồi. Chúng ta không có near to ha. Chúng ta có next to, nghĩa là gần. Còn là is near to, ý nói là gần là sai nha. Gần ở đây là gần về địa lý không gian. Còn ở đây á là gần chuẩn bị dọn vào các bạn. Sắp sửa dọn vào. Rồi, chuẩn bị dọn vào. Có nghĩa là gần dọn vào. Rồi các bạn chọn to be. About to là sắp sửa làm việc gì. Gần làm việc gì. Bây giờ các bạn qua câu số 6 là tất cả các ứng viên nè cho cái vị trí này thì sâu sắc cho cái sự phù hợp của họ nè. Các bạn có từ truly là một cách sâu sắc cho cái sự phù hợp của họ. Rồi. Rồi chúng ta có cái chữ này, phù hợp. Thì câu số 6 các bạn có từ search, tìm kiếm các bạn, được tìm kiếm sâu sắc cho, không hợp nghĩa nha. Được điều tra một cách sâu sắc cho sự phù hợp. Được xem xét cẩn thận cho sự phù hợp. Thì khi mà các bạn tra từ điển thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có từ vet các bạn, có nghĩa là được điều tra kỹ lưỡng và đặc biệt là về cái việc làm. Ở đây chúng ta có applicants. Rồi. Và ở đây sự phù hợp. Chữ này là điều tra kỹ lưỡng ứng cử viên. Còn cái chữ này là cảnh sát nha các bạn. Thông thường cảnh sát sẽ điều tra. Nó không phù hợp nghĩa ứng cử viên trên đây. Còn cái chữ này xem xét cẩn thận nhìn rõ, không có sử dụng cho cái applicants. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 7 các bạn. Mọi khu vực của thế giới đã trải qua một trận động đất gần đây. Thì các bạn nhìn những cái chữ dưới đây, các bạn thấy là chúng ta sẽ điền một cái từ với ý nghĩa là hầu như mọi khu vực. Rồi, hầu như. Rồi. Thì rõ ràng các bạn thấy câu C nè, it nè, là mỗi nè, it, còn every nó là không đúng nha. Còn nearby là kế bên, là trạng từ kế bên.
không phù hợp, chỉ có A với câu B thôi. Và theo nghĩa của câu chúng ta là hầu như, rồi hầu như gần hết đó các bạn. Rồi chúng ta cần điền một cái trạng từ. Rồi các bạn chọn câu B. Chữ most của chúng ta thông thường được sử dụng như là một cái tính từ, còn chữ almost là được trạng từ nha. Rồi chúng ta có almost every này, hầu như mọi khu vực của thế giới. Rồi nếu như các bạn chọn most là tính từ thì biết sao danh từ là phải thêm s các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 8 là anh ta không biết mọi người ở cái tiệc cưới nè. Rồi cô dâu và chú rể, thì ở đây các bạn có từ expect là mong đợi nè. Rồi không có chữ except nha, không phải ngoại trừ nha. Rather, nếu mà rather than á là hơn là. Rồi còn apart thì đi với apart from là ngoại trừ. Thì trong câu này nghĩa là anh ta không biết ai ở buổi tiệc hơn những người khác là cô dâu và chú rể. Rồi ý nói chỉ biết cô dâu và chú rể thôi. Vì vậy câu số 8 các bạn chọn other than. Rồi anh ta không biết, ý nói là ngoại trừ cô dâu và chú rể. Chữ này không phải chữ except, chữ này là apart from, còn chữ này là rather than nhưng mà nó không có hợp nghĩa nha. Rather than là thay vì hay là khá là. Rồi chúng ta có ở là đen, nghĩa là ngoại trừ những người này. Bây giờ các bạn qua câu tiếp theo, câu số 9. Khi Bill thấy chiếc xe mới của ta, của tôi, anh ta thì gì đó với cái sự ghen tị này các bạn. Rồi các bạn có chữ blue nè. Chữ blue này á nghĩa là buồn nha. Dĩ nhiên nó là màu xanh. Dĩ nhiên chúng ta đây thi chuyên Anh thì nghĩa phải đặc biệt các bạn. Còn câu B, green, có nghĩa là jealous. Rồi jealous hay là envy các bạn. Rồi động từ là envy á. Envy có thế sao. Rồi bây giờ các bạn chọn câu B nha. Anh ta thì ghen tị. Rồi thông thường các bạn thi chuyên các bạn có thấy chữ blue với green nè, chỉ hai chữ này thôi, bởi vì nó có nghĩa đặc biệt. Còn những cái chữ yellow, white này đòi hỏi phải kết hợp thì nó mới có nghĩa đặc biệt. Bây giờ các bạn qua câu số 10. Anh ta thì đang nắm nè một con chim nhỏ trong gì đó bàn tay của anh ta. Rồi các bạn có thumb ha, giống ngón cái nha, hole lỗ nè, sing rồi gót, palm. Thì trong câu này các bạn, người ta đang kiểm tra chúng ta là trong lòng bàn tay thì các bạn sẽ sử dụng cái chữ gì. Rồi thì trong lòng bàn tay các bạn chọn câu D nha. Rồi các bạn chọn câu D. Chúng ta có in the palm of là trong lòng bàn tay. Bây giờ các bạn sẽ qua phần thứ hai, đó là phần chia thì nha. Đây là dạng khá quen thuộc ha, chúng ta khá quen thuộc với cái dạng này. Rồi chia thì, thì có nghĩa là về thời gian. Các bạn xem cái thời gian trong câu như thế nào. Bây giờ các bạn có câu số 1 là cái người đàn ông ở cái góc bàn glance my way, có nghĩa là liếc nhìn tôi để mà xem liệu nè tôi có nghe không. Rồi thì cái chữ này các bạn, cái chữ này đây không phải là câu mệnh đề if nha, đây thuộc dạng là câu tường thuật. Rồi thì ở chỗ này các bạn sẽ chia vào cái thì gì. Khi mà dịch ra câu này thì các bạn thấy rằng cái thời gian của chúng ta, cái hành động liếc này nè, đã nhìn ra rồi, đã xảy ra rồi và kết thúc rồi, và rất là ngắn ha. Các bạn chia thì quá khứ đơn. Rồi các bạn chia thì quá khứ đơn ở cái thì này. Bây giờ phía sau nè, liếc nhìn xem liệu là tôi có đang nghe chú ý không. Thì chỗ này các bạn chia thì quá khứ tiếp diễn nha. Rồi quá khứ tiếp diễn. Rồi các bạn chia thì quá khứ tiếp diễn ở cái câu này. Thì quá khứ tiếp diễn chỗ này ha, bởi vì theo hợp nghĩa nha, đang xem
coi là tôi có đang chú ý hay không. Ở đây là đang. Bây giờ các bạn qua câu tiếp theo. Các bạn qua câu số 2. Khi tôi gì đó, cái hành lý của tôi có thể thấy rằng một ai đó đã cố gắng mở nó. Rồi, mở nó. Ở đây các bạn quan sát thấy chỗ này là quá khứ nè. Rồi, đây quá khứ các bạn. Thì chỗ này với ý nghĩa là khi tôi nhìn vào, hành động rất là ngắn trong quá khứ nha. Đang nhìn vào, các bạn chia quá khứ nè. Còn cái hành động cố gắng đã mở các bạn, nó dài hơn và nó xảy ra trước khi cái hành động mà tôi nhìn. Rồi, hành động này trước một hành động khác trong quá khứ thì các bạn chia thì quá khứ hoàn thành. Ở đây các bạn chia quá khứ hoàn thành là have nè, try. Rồi, thậm chí là bạn có thể chia quá khứ hoàn thành tiếp diễn nha. Để diễn tả cái hành động này liên tục. Tuy nhiên quá khứ hoàn thành cũng chấp nhận bởi vì hai từ này không khác biệt nhiều lắm nếu không bắt buộc phải sử dụng. Bây giờ các bạn qua câu số 3. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh ta. Anh ta hành động rất là vui nè. Từ khi bạn đi. Rồi, từ khi bạn đi. Ở đây các bạn có từ since các bạn. Rồi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh ta. Anh ta rất là vui từ khi bạn đi. Thì trong câu này các bạn có từ since là cái từ đặc biệt ha. Rồi, cái từ rất là đặc biệt. Ở đây, phía sau, các bạn sẽ chia. Phía trước ha, phía trước các bạn sẽ chia cái thì. Anh ta hành động rất là vui. Là cái hành động vui này nè. Tới thời điểm hiện tại. Vẫn còn vui. Rồi, các bạn chia thì hiện tại hoàn thành. Tuy nhiên để mà nhấn mạnh hành động các bạn có thể chia thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nha. Rồi, anh ta hành động rất là vui từ khi bạn đi. Rồi, phía sau thì các bạn chia thì quá khứ đơn. Rồi, có nghĩa là từ khi bạn đi nè, bạn đã đi rồi. Thì tới thời điểm này, anh ta hành động rất là vui. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo, câu số 4 các bạn. Thì câu số 4 chúng ta, các bạn có từ scaly nè. Rồi, scaly. Rồi, cái cấu trúc này chúng ta nói rất là nhiều ha. Các bạn có hardly, các bạn có scaly, các bạn có no sooner. Rồi, chỉ khác biệt là phía sau là when hoặc là then ha. Rồi, rồi chỗ này các bạn chia thì quá khứ hoàn thành đảo ngữ nha. Đây là công thức rồi, câu này là công thức rồi. Have nè, đây mu. Rồi, quá khứ hoàn thành đảo ngữ. Phía sau này các bạn chia thì quá khứ đơn. Rồi, các bạn chia từ can. Rồi, có nghĩa là ngay khi họ đi thì bạn tới. Bây giờ chúng ta qua câu số 5. Chỉ khi chỉ khi mà tôi tự hỏi chuyện gì làm tiếp thì điện thoại rung. Rồi, chuyện gì làm tiếp thì điện thoại rung. Thì ở đây các bạn, thì trong hai câu này các bạn thấy là chúng ta có hai cái hành động nha. Một là vừa mới nè, tôi vừa mới đang tự hỏi. Chỗ này các bạn chia thì quá khứ đơn tiếp diễn. Rồi, quá khứ đơn tiếp diễn nha. Chỉ khi mà tôi đang hỏi chuyện gì làm tiếp thì điện thoại nó rung. Rồi, chỗ này các bạn chia thì quá khứ đơn. Hành động này đang xảy ra thì hành động này đột ngột chen vào. Chúng ta đã xong hai phần của đề thi chuyên Anh tỉnh Phú Yên. Rất cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.